Xin chào phụ huynh của bạn Hà Anh. Hôm nay cô Tấm xin phép được chia sẻ với phụ huynh qua video clip ạ. Buổi học ngày hôm nay đã trôi qua trong cái sự vui vẻ hào hứng và rất là nhiệt tình của con. Cô Tấm rất là cảm ơn con, bởi vì qua mỗi ngày thì con càng tiến bộ nhiều hơn. Về phần từ vựng thì con nhớ từ rất là tốt và từ đầu đến giờ vẫn vậy. Tuy nhiên cái phần tiến bộ của con đó là con đã có thể nói được một câu dài và con phát âm đã rõ ràng hơn và nói lưu loát cả câu hơn, và cô đã nhận thấy rằng con hiểu những lời cô nói. Những buổi đầu tiên thì con vẫn chưa hiểu, thì lúc nào con cũng ngơ ngác, thì con cũng thể hiện rằng con không hiểu những câu cô đã nói ra. Tuy nhiên thì sau nhiều buổi học, sau một vài buổi học, đến buổi học này là buổi học thứ 8, thì con đã tiến bộ rất là nhiều, rõ rệt luôn, đó là con đã hiểu được những câu cô nói rồi. Tuy nhiên cô vẫn mong là ở nhà phụ huynh sẽ cho bạn thực hành nhiều hơn về phần phát âm và phần đọc, bởi vì bạn ấy vẫn chưa được tốt lắm ở phần phát âm. Đã tốt hơn từ trước rồi nhưng mà cô vẫn hy vọng và cô Tấm tin rằng con sẽ tiến bộ nhiều hơn qua thời gian, và cô cũng sẽ chú ý và cố gắng để cho con thực hành ở trên lớp nhiều hơn để con có thể tiến bộ. Và cô Tấm xin cảm ơn phụ huynh rất là nhiều.